Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực chợ Bàn Cờ, phường 2 của quận 3 ha. Ngã tư đường sau đằng đỏ bên kia là đường Nguyễn Hiện Tự và vị trí nhân đứng là trước chợ Bàn Cờ. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm thông đối diện với chợ Bàn Cờ mình luôn nha. Hẻm này là hẻm 543 đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Hẻm là hẻm xe hơi luôn nha. Và căn nhà này thì cái hẻm này thông sang hẻm số 16 đường Nguyễn Thiện Tự ra ngay dòng xoay của công trường ngay chỗ đường dòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai anh chị và Hùng Dương đó. thì căn nhà này có chiều ngang là 3m6 và chiều sâu vào là được 8m được xây dựng với kết cấu một trệt và một lửng hai lầu sân thượng nha anh chị đường trước nhà đường trước nhà là đường 7m nha đường trước nhà là đường 7m nha anh chị nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên hướng nhà của mình đó là hướng uh, Tây Nam nha anh chị hướng nhà của mình là hướng tây nam đối diện với chợ Bàn cờ mình đi vào nha đó, ở đây thì mình có cái hẻm hoặc là đi thẳng đó cũng được nha đi thẳng đó mình cũng được mà đi vào cũng được nha ở đây là khu vực chợ bằng khu vực bàn cờ nói thông thông giống khu vực bàn cờ ha đó trước là chung cư nguyễn hiện thực và đường đó là đường nguyễn hiện thực luôn nha và đây là hẻm vào nhà của mình đây hẻm rộng rãi hai bên đã dẹp vào xong hết nè tương lai đổ nhựa nha anh chị đó, hẻm đã dẹp vào trong hết rồi mỗi bên anh chị mình định thấy ha khu dân cư hiện hữu và ở không gian tầng tầng 1 tầng 2 tầng 2 và tầng 3 sân thượng mình lớn ban công ra được 1 mét 2 nữa nha đó đường trước nhà là đường 7 m nha anh chị hai bên đó dạt rồi hết trơn rồi thì tương lai mình chờ đổ ngựa thôi hẻm thông dây hẻm số 16 đường uh, Nguyễn Thị Thực nha anh chị không thông ra số 16 đường Nguyễn Thị Thực khu nhà khu nhà cao tầng hết khu dân trí cao nha mua bán là sổ hồng ký công chứng sang tên ha trước nhà mình là 7 m rồi nha ở căn nhà này ha 549 xẹt 65 mét đường Nguyễn Thiện Thực phường 2 của quận 3 nha anh chị ở khu vực nhà cao tầng hết luôn một trệt một lửng là hai lầu sân thượng nha và bây giờ như sẽ vào trong review cho anh chị mình xem mình hãy nhấn vào like để ủng hộ kênh nha Đó, ở đây ta cũng dạt vô và mé bên đây hiện ừ. nay dạt tiêu hết rồi nha anh chị Ta dạt hết rồi giờ làm xong cái đoạn này nữa là sẽ đổ nhựa nha Đó, nhà nước mình sẽ đổ nhựa ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên đường trước nhà là đường 7m ha đối diện chợ bàn cờ rồi bây giờ anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn trước khi vào video nha nói trước là khi vào video chính của căn nhà mình nha anh chị xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành hiện tại nhân đang ở hẻm 549 đường Nguyễn Đình Chiểu khu vực phường 2 của quận 3 nha anh chị gần chợ bàn cờ ở đây mình chạy ra nè anh chị ở đây mình chạy ra là ngay đoạn đường hai chiều của đường Nguyễn Đình Chiểu ha đoạn đường hai chiều và hẻm 543 là hẻm đối diện với lại chợ bàn cờ ha và nhà mình thì có con đường là 6 mét Đó, hai bên đang dạt vô ha đang dạt vô hết rồi và chuẩn bị con đường này sẽ đổ nhựa luôn nha anh chị Đó, sẽ đổ nhựa luôn nha và đây hôm nay những sẽ review cho anh chị bất động sản nằm ở khu vực phường phường 2 của quận 3 và căn nhà nhân đây Nhân sẽ giới thiệu chị mình đây ha chiều ngang là 3 m sáu và sâu vào là 8m nha một trệt một lửng và hai lầu sân thượng ở trên thì cái máy chè than cũng đúc luôn và có làm cho anh chị mình cái uh, khung sắt bảo vệ bên ngoài ha căn này nè anh chị hẻm thông sang hẻm số 16 đường Nguyễn Thiện Thực luôn nha anh chị hẻm thông hẻm số 16 đường Nguyễn Thiện Thực ở đây, người ta cũng lấy vô một phút rồi nè và bên kia thì mình cũng lấy vô nhà này là khu dân cư hiện hữu rồi nha lộ giới đã lấy xong rồi không còn quy hoạch lộ giới hẻm giới gì ha đây anh chị mình xem mà ở đây người ta đang lạc dạt vô hết rồi nè thì khi mà nước dạt vô xong thì sẽ đổ nhựa con đường này luôn nha sẽ đổ nhựa luôn hướng nhà của mình là hướng tây bắc nha anh chị hướng nhà của mình là hướng tây nam nha địa chỉ của căn nhà mình là 549 trăm bốn mươi đường nguyễn đình chiểu phường phường này là khu vực phường 2 của quận 3 ha gần ngay gần ngay dòng xây điện Nguyễn Thị Minh Khai số 16 hẻm số 16 đường Nguyễn Hiền Thực ha thông sang hẻm số 16 đường Nguyễn Hiền Thực Đó. sát bên mặt tiền luôn gần chợ bàn cờ khu vực quận 3 nha anh chị ở giáp quận 5, giáp quận 10, quận 1 ha. Và bây giờ nhân sẽ vào trong review cho anh chị mình mình xem căn nhà này nha. Chiều ngang là 3m6, đây 3m6 mình có cái vỉa hè xíu này chỗ này ha. Phần đất thể hiện trong sổ mình hết luôn nha. Và mình đã giật từ Mỹ này nè. Đó, bây giờ nguyên cái đoạn đường này mỗi bên giật vô như vậy rồi, giật vô xíu rồi hết rồi ha. Thì bây giờ giật vô là mình tới đất này rồi. Cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa Kính cường lực nha, có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi hả anh chị, trần nhà cao ráo sạch sẽ Một trệt, Một lửng Và Hai lầu sân thượng nha anh chị Máy đút luôn nha Máy đút luôn nha anh chị Cái cạnh này là 8m nha anh chị, cạnh đây là 8m nha Điện chính, nước chính, mua bán, sổ hồng, ký công chứng sang tên Vị trí cực kỳ đẹp, hẻm rất là đẹp luôn nha đó, Tương lai là đường nhựa nha Sau khi uh, Hoàng Tất rồi giờ vô trong mỗi bên dịch vô xí vậy thì uh, hẻm mình là hẻm 6 m và sẽ đổ nhựa luôn nha anh chị giống như khu vực của bàn cờ ha trần nhà cao ráo sạch sẽ mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha đây cái lửng của nhà mình ha và sổ hồng được hoàn công đầy đủ luôn nha anh chị ở cái lửng ở trên của mình cũng xài đèn led hết điện là điện âm tường hết nha 3 m sáu sâu vào là 8 m nha anh chị hướng nhà là hướng tây tây nam nó gạch thì gạch 6 tấc nha một ô hai ô ba ô bốn ô năm ô gạch ha với một một gang rưỡi nữa nè đó nhà là đúc hết luôn ha anh chị điện điện chính nước chính và điện âm tường đây là không gian bếp của nhà mình ha mình có cái chạy bếp dưới ở mình có kệ bếp dưới nha đó. và anh chị mình có thể làm thêm tủ bếp trên full trần nữa ha mặt đá qua cương nha anh chị bồn rửa sau lòng 304 loại dày và bên trong thì cũng lót gạch sạch sẽ hết rồi nha mua bán sổ hồng ký công chứng xe tên ha nhà đúc bê tông cốt thép hết ha. Đó, đây là không gian ở dưới trệt của nhà mình nha anh chị. Đây là không gian dưới trệt của nhà mình nha. ở trần nhà cao ráo đây có đèn trang trí cho trang trí ngay phòng khách của mình đó nè. ở dưới trệt mình có nhà vệ sinh. Đó, cầu thang thì cầu thang đúc mình đi lên dưới uh, chân nhà cầu thang thì có nhà vệ sinh ha. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ chủ xài uh, các thiết bị đồ inox hết ha. Đội inox hết luôn và chủ ốp tường cao ráo, ốp gạch ngang nha anh chị. ốp gạch ngang cao ráo lên tới trên có van nóng lạnh luôn nha cửa thì uh, cửa gỗ nha anh chị cửa gỗ ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên cầu thang thì chỗ này có làm cái bậc nè để mình là uh, che cái không gian cầu thang đi xuống này ha và uh, mình có thể làm bàn thờ bằng bằng ông địa chỗ này ha ở cầu thang mình đi lên nè mặt đi bằng đá qua cương đen và mặt trong là đá qua cương trắng ha căn nhà ở địa chỉ là căn nhà mình ở địa chỉ là 549 anh chị, 549 65 bit. Đường uh, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3 nha anh chị. Ở ngang 3,6 sâu vào 8 m, một trệt, một lửng và hai lầu sân thượng nha. Nhà đúc bê tông cốt thép, hết hướng nhà là hướng Tây Nam. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 6 tỷ 3 nha anh chị, 6 tỷ 3. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành Nhân sinh trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Đó, hẻm thì hẻm sẽ hơi chạy vào tới nơi luôn. Ngang là 3,6 sâu vào 8 m nha anh chị. Đây là cái lửng của nhà mình nha anh chị. Đó. Đây là cái lửng của nhà mình. Cái lửng hiện tại giờ đang để trống và điện thì điện âm tường hết. Đó, cái lửng của nhà mình ha. Mình có thể giờ nguyên không gian bếp mình lên đây cũng được nha cái uh, chỗ này thì kính kính cường lực và tay vịn vịn inox ở ngoài đây thì làm cái vách kính nha có lắp rèm cho anh chị mình hết luôn cái lửng của nhà mình đây nó nhà là sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ không mua là còn lỗ giới nữa nha anh chị không có lộ giới luôn hẻm trước nhà là hẻm 6 mét khu dân cư hiện hữu mua bán sổ hồng ký công chứng theo tên, tên ngay khu vực chợ bàn cờ nha anh chị nếu anh chị thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với nhân để xem nha Đó, qua số điện thoại là 0822 39 39 39, 39 hoặc là có bất động sản cần ký gửi thì anh chị mình hãy liên lạc với nhân qua số 0922393939 nha. Đây nhân lên không gian của tầng 1 rồi nha. Ở mỗi tầng thì có cái CB điện riêng hết nha. Điện thì điện âm tường và nhà thì chắc chắn nha. Nhà thì chắc chắn không một vết ra, không một vết nứt, trần nhà cao ráo nha anh chị. Nó cửa thì cửa phòng này thì sử dụng cửa gỗ nha anh chị. Và phòng ngủ của mình rộng rãi có nhà vệ sinh phía trong luôn. Đó, cửa nhà phòng ngủ rộng rãi có nhà vệ sinh phía trong luôn nha anh chị. Đây đóng cửa lại, Đó. cửa gỗ nha, Đó, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh rộng rãi phía trong, cửa cũng là cửa gỗ, chủ ốp tường cao ráo lên tới trên ha. nhà này chủ xây ở nha anh chị và có cái vách kính cường lực để anh chị mình tắm không có văng nước ra ngoài đây nha, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết, tường ốp gạch ngang cao ráo hết luôn nha anh chị, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha, anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân nha để cho hỗ trợ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha hướng nhà là hướng tây nam anh chị cửa ra ngoài ban công ở tầng 1 của mình á tầng các tầng lửng và tầng một của mình lớn ban công rồi ha tầng 1, tầng 2 mình lớn ban công được một mét rưỡi trần nhà cao ráo đóng lao phong dịp tầng xuống nha Đó, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn có lắp rèm cho anh chị cái ban công mình lớn ra được nè ban công mình lớn ra bên ngoài ha đó. Ban công ta dựng inox và mặt bên bằng kính cường lực đây đây đường trước nhà của mình nè anh chị. Đó đường trước nhà của mình ha. Đó mình giật lên hết luôn nha, giật vào hết luôn nha anh chị. Bên kia là đường số 16 đường Nguyễn Thiện Thực nha, hẻm số 16 đường Nguyễn Thực khu dân cư hiện hữu hết, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Hẻm thông, hẻm thông luôn nha. Đó. khu vực nhà cao tầng hết luôn. Đó. khi mà làm xong cái này thì điện sẽ âm tường luôn nha anh chị, điện sẽ âm tường luôn. luôn. Trên đây cũng đúc luôn nha cửa ra ngoài là cửa lùa đó, nhôm si pha kết hợp với kính cường lực có lắp rèm cho anh chị mình luôn một bồn rửa tay bên ngoài nè ở đây có làm bồn rửa tay cho anh chị mình nè đó, dưới đây có cái học để anh chị mình chứa đồ và ở trên đây thì uh, cũng có kính nha. kính cũng có cái học nè đó bồn rửa nha đây là các thiết bị của uh, uh, liên quan với căn nhà mình anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân ha và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha anh chị để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha 549 sẹt 65 bit đường Nguyễn Thiện Thực khu vực phường 2 của quận 3 mình nha anh chị nhà là rút bê tông có phép hết ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên sổ hồng riêng được hoàn công đầy đủ nha anh chị Đó, đây là cầu thang bị lên cầu thang đúc ha nhà thì chắc chắn không một vết răng không một nứt anh chị mình uh, quan tâm thì liên lạc với nhân và hãy nhấn like video để ủng hộ kênh bất động sản Sài Thành của nhân nha hãy nhấn vào like và khi nhân uh, up video lên anh chị mình cũng thấy được nhận được thông báo khi anh chị mình uh, nhấn vào đăng ký kênh nha anh chị đây là không gian uh, tầng uh, 2 một trệt một lửng hai lầu sân thượng nha còn cái sân thượng trên và máy cho thang nữa nha anh chị cửa thì vẫn là cửa gỗ ha nhà đúc hết luôn mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên có phòng ngủ bên trong nhà có nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn nha có nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn đó đây cái nhà vệ sinh của mình ha đó. chủ ấp tường cao ráo để chơi luôn nha anh chị vòi là vòi nóng lạnh sẵn luôn rồi các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha sử dụng đồ cao cấp hết giá keo đồ móc treo đồ là sử dụng đồ inox loại cao cấp hết nha anh chị cửa gỗ nha ở tầng này thì còn cái máy lạnh nè và có lắp rèm cho anh chị mình hơn luôn có cửa ra ngoài ban công gạch sạch sẽ ha gạch sạch sẽ ở trên tầng 2 và tầng 3 và sân thượng của mình lớn ban công ra được tới một mét rưỡi luôn nha anh chị mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha hướng nhà là hướng tây nam và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 6 tỷ ba ha anh chị mình quan tâm tới căn nhà ở mặt tiền đường nhựa 6 mét đó gần chợ bàn cờ thì liên lạc với nhân ha và nhớ chia sẻ video này để bạn bè người thân mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha đó, cửa lùa nha anh chị cửa lùa ha đây cái ban công của nhà mình đây mỗi tầng lớn ban công ra được tới một à, mét rưỡi nha đó ngoài kia là số 16 đường Nguyễn Thiện Thực cho anh chị đó, hẻm thông từ 549 sang hẻm số 16 đường Nguyễn Thiện Thực ở khu dân cư hiện hữu hết mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên trước nhà mình là 6m và hẻm của mình là hẻm thông 6m luôn hẻm sau này là dạt vô hết luôn anh chị mình xem bên kia ở bên kia lớn như cái ụt vô một rồi nè tất cả mọi căn đã hụt vô rồi thì tương lai sẽ là đường nhựa nha tương lai sổ này sẽ đổ đường nhựa luôn giống như hẻm 543 nha anh chị mình có đi hẻm 543 thì mình để ý hẻm nó sẽ giống như vậy? hẻm mình sẽ giống như hẻm 543 luôn nha ở trần nhà cao ráo sạch sẽ nha đó. chắc chắn nha anh chị và trong phòng ngủ luôn, có nhà vệ sinh phía trong luôn đây là nhà vệ sinh thứ ba và phòng ngủ thứ hai cái lửng mình có thể làm một phòng ngủ đó nha đó, ở trên đây là sân thượng của mình và máy treo thang cầu thang thì vẫn là cầu thang đúc mình đi lên nha anh chị cầu thang vẫn là cầu thang đúc mình đi lên cái máy che thang của mình là máy treo thang đúc luôn nha đó, máy đúc ở trên luôn nha anh chị ở cầu thang ta dịnh sắt thôi mặt bên bằng kính cường lực ê qua mặt mặt bên bằng sắt và mặt đi bằng đá hoa cương, mặt trong là đá hoa cương trắng nha. Rồi đây là cái không gian sân thượng của nhà mình nha. Đó. Ở đây thì đúc quy tâm cốt thép hết luôn nha anh chị. Ở đây đúc quy tâm cốt thép hết luôn. Có nắp rèm cho anh chị mình ra ban công nè. À, đường nước giặt vũ thì có để đây sẵn hết luôn nha. Đó không xả mới giặt đầy đủ hết nha. À, ở đây có cái đèn 1.2 và trần nhà cao ráo ha cái giếng trời của nhà mình nha anh chị có cửa sổ và lắp rèm cho anh chị mình cửa thì cửa sắt ra ngoài ở đây là không gian của sân thượng ha xung quanh chủ làm công sắt bảo vệ hết luôn nha xung quanh chủ làm công sắt bảo vệ hết ở trên có máy tôn nha cái máy che than của mình ha ở đây thì vách kính cường lực ngay chỗ này và chủ làm cao lên tới trên luôn hướng nhà là hướng tây nam nha anh chị nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha. Có cầu thang mình đi lên, cầu thang sắt mình đi lên nè. Chỗ đó có cái cửa mình đi lên ha để mình lên cho mình coi bồn nước. Trên đó nha anh chị. Và ở trên đây thì chủ cũng làm cái máy ton và các cái cây đà ngang này rất là bự luôn, rất là to luôn. Nó cầu thang sắt mình đi lên nha. Ở trên đó làm bồn nước ở trên ha. Nhân xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà ha. Anh chị mình đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Nhân đang review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là 549 xẹt 65 bit đường Nguyễn Đình Chiểu, khu vực phường 2 của quận 3 nha. Tôi khu 2 của quận 3 ngay chợ Bàn cờ luôn nha anh chị. Đối diện với chợ Bàn cờ ha. Đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn này là đoạn 2 chiều nha anh chị mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên một trệt và hai lầu sân thượng một trệt một lửng và hai lầu sân thượng nhà đúc bê tông cốt thép hết hướng nhà là hướng tây nam sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 6 tỷ ba nha anh chị anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha đó, một trệt một lửng và hai lầu sân thượng nha được uh, ba hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh anh chị mình có thể cải tạo cái lửng thành không gian bếp thì ở dưới còn rộng hơn nữa và xe hơi hẻm trước nhà là hẻm 6m xe hơi chạy vào tới nơi. 3m rưỡi thì anh chị mình làm có thể đưa chiếc xe nhỏ vào được rồi. 3m6 nha anh chị chiều ngang là 3m6 nha, 3m6 sâu vào 8m. À, nhân đi xuống dưới một lần nữa và kết thúc video về nhà ở đây. Anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nhất nha anh chị ở ngang là 3 mét 6 sâu vào là 8 m một trệt một lửng và ở không gian tầng 2 tầng 3 và sân thượng mình lấn ban công ra được một mét rưỡi nữa nha hẻm trước nhà là hẻm 6, 6 m hẻm thông từ năm 49 đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn hai chiều không xa hẻm số 16 đường Nguyễn Thiện Thực ha chạy ra ngay dòng xây công trường dân chủ luôn à, xin lỗi anh chị là ngay dòng xây của đường Nguyễn uh, Thiện Thị Minh Khai luôn nha anh chị đó nhà đúc bê tông cốt thép hết nha hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này sớm và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị ở nhà hướng chính là hướng tây nam đây là vị trí phía trước của căn nhà mình ha cầu thang mình đi xuống sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên anh chị mình xem căn nhà này hiện là chưa nhân sớm nha để nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha dưới trệt mình có nhà vệ sinh luôn ở trần nhà cao ráo sạch sẽ nha anh chị trần nhà cao ráo sạch sẽ ha đây mặt trước của căn nhà mình ha 549 65 bit ha. Hẻm là hẻm 6 m nha anh chị, hẻm là hẻm 6 m ha. Ở đây thì ra hẻm 549 đối diện chợ bằng cờ và bên đối diện bên đây là hẻm số 16 đường Nguyễn Hiền Thật nha anh chị. Ở khu dân cư hiện hữu hết luôn, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này sớm qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Ở nhân xin chào hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn ha. Đường là đường 6m tương lai chỗ nhựa nha.